như là hạt cát nhỏ thôi. Mai mai hãy dịch vừa về nhá. Những việc làm xuất phát từ trái tim, những điều tuyệt vời một lần nữa lại được phát huy mạnh mẽ. Cả dân tộc đã cùng giúp nhau đứng dậy, tiếp tục tạo nên sức mạnh phi thường. Cho chúng ta nhiều lần vỡ òa trong chiến thắng, nơi mỗi hành động nhỏ đều mang đến nguồn năng lượng tích cực. Nơi người người đồng lòng chiến đấu, quyết không bỏ ai ở lại phía sau. Có một nơi diệu kỳ như thế. Đó là Việt Nam. Việt Nam, đất nước đã, đang và sẽ vượt qua Covid-19 nhờ vaccine đoàn kết dân tộc. Ngày 13 tháng 2 năm 2020, vùng dịch đầu tiên của Việt Nam chính thức xuất hiện khi Bình Xuyên, Vĩnh Phúc ghi nhận ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng, đánh dấu mốc quan trọng trong bản đồ phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Đã hơn một năm kể từ ngày đất nước gồng mình chống dịch, Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn và thiệt hại. Nhưng nhìn một góc độ khác, tinh thần đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau của những tâm hồn Việt vẫn luôn tỏa sáng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Giờ phút này tôi còn được ngồi trong cái phòng này, còn được mở áo cộc tay ở đây. Các bạn ngồi ở truyền hình cũng thế. Nhưng mà ngay giờ phút này đây, thì có hàng vạn con người, các chiến sĩ, cả là áo xanh, cả áo trắng, và những người tình nguyện đủ màu áo, nóng như thế này, trong cái bộ đồ bảo hộ, không ăn không ngủ, như trong cái lò hơi. Hình ảnh những tấm lưng phồng rộp do cháy nắng, bộ quần áo phát ra nước, đôi bàn tay nhăn nheo, những người mẹ xa con, người vợ xa chồng, người mất liệm đi vì sốc nhiệt và mất nước, càng khiến chúng ta thêm thấu cảm hoàn cảnh làm việc khắc nghiệt của lực lượng tuyến đầu. Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người dân chúng ta thể hiện khí chất, tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, bầu ơi, thương lấy ví cùng, đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu, cùng hành động và có trách nhiệm vì đất nước, vì nhân dân. Em ơi em, hãy nhìn rất xa, vào 4.000 năm đất nước, năm tháng nào cũng người người lớp lớp, con gái, con trai bằng tuổi chúng ta, cần cù làm lụng, khi có giặc, người con trai ra trận, người con gái trở về nuôi cái cùng con. Ngày giặc đến nhà, thì đàn bà cũng đánh, nhiều người đã trở thành anh hùng. Nhiều anh hùng, cả anh và em đều nhớ, nhưng em biết không, có biết bao người, con gái, con trai, trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm nên đất nước. Đất nước ta đã trải qua bao thăng trầm lịch sử. Trong mỗi cuộc chiến, từ thuở sơ khai dựng nước đến thời đại hòa bình hôm nay, Phật giáo vẫn luôn đồng hành, đi sâu vào đời sống của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến chống giặc Covid, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, tăng ni Phật tử các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước đã chung tay trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Tiếp nối và phát huy tinh thần đó, từ khi dịch bệnh xuất hiện tại Việt Nam cho tới nay, Câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tôi Lục Hòa đã thực hiện rất nhiều hoạt động thiện nguyện, lan tỏa yêu thương tới mọi người. Câu lạc bộ Cúc Vàng ủng hộ hơn 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó hơn 160.000 chiếc khẩu trang, 55 tấn gạo cùng rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết được trao tặng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành, những người có hoàn cảnh khó khăn, các bệnh viện, cơ sở y tế, quân đội và các khu cách ly. Giải cứu hàng vạn bông hoa Tây Tựu, hàng trăm tấn nông sản Hải Dương, khoai lang tím Vĩnh Long và dưa hấu Bắc Giang, góp phần hỗ trợ bà con vùng dịch tiêu thụ nông sản. Cho cô cũng xin gửi lời tri ân đến thầy Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử của chùa Ba Vàng đã được thầy dẫn dắt để cho được có những con người mà tốt như vậy để trợ giúp bọn cô trong lúc khó khăn này. Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Với sự khuyến khích của sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư tăng chùa Ba Vàng và sự hướng dẫn, sách tấn của cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, những thông điệp yêu thương đã được các Phật tử tích cực lan tỏa đến mọi người. Những ngày ở vùng tâm dịch, khu cách ly dường như không còn cô quạnh mà ấm áp hơn, những khó khăn cũng được vơi bớt bởi tình người. Tinh thần Phật Pháp đồng hành cùng dân tộc đã góp phần tô sáng thêm sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, vaccine đặc biệt trong mùa dịch Covid-19. Dù khó khăn, nguy nan đến thế nào, thì Phật Pháp vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc. Dù cuộc chiến có cam go và khốc liệt đến đâu, thì Việt Nam vẫn luôn đoàn kết, sắt son một lòng,
và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể tự hào hô vang, Việt Nam sẽ chiến thắng.